Anh ơi, cho em đăng ký gói pẹn với. Em nhờ mai không đấy? Anh trọng tài xanh chín này có gói trước gì đâu. Mày biết không? Em đây mà. Của tao đấy. Em tận trước của anh. Ghê pẹn đấy. Anh không nhận ra em à? Giời ơi. À mà thôi anh không nhận mày đâu. Đội mày đá các thứ này không biết diễn. Lộ lắm, thế mất hết nghề của anh. Không ơi, toàn đội người quen mà. Thôi, hôm trước cái đội đá đội mày nó lùa anh hết cả mẹ, chạy hết cả cái khu Cầu Giấy đấy. Không sợ đâu. Anh ơi, phát trọng tài số 1 Hà Nội thì anh biết là mày biết phát trọng tài số 1 Hà Nội rồi. Anh yên tâm đi, cái này em luyện tập mãi rồi. Đội em luyện tập mãi rồi. Luyện chưa? Luyện rồi. Chút pen chưa? Chả vậy, luyện rồi. Thế thôi, chốt lại mua gói nào. Thì anh cho em gói thường đi. Ba quả pen, không cần phải bao. Gói thường, không cần bao. Đúng pen. Rồi, tiên là xịt không được đá lại đâu nhá. Cái này em luyện tập rồi, anh yên tâm đi. Khớ phết nhỉ. Chả vậy. Nhưng mà anh vẫn ấy lắm, hôm trước đội đấy nó lùa anh đấy. Đội chú diễn kém lắm. Anh yên tâm đi, cái này em luyện tập rồi. Nếu không nha, anh không tin em là mẫu anh nhá. Thế diễn thử đi. Được. Vấp cỏ như Ronaldo. Được đấy. Neymar xem nào. Chuẩn Neymar chưa anh? Ôi, dạo này trình độ diễn lên cao đấy nhỉ. Nhưng mà còn cái vẹo gì nữa không? Anh cho bằng cái tay. Tay. Đánh ngờ. Được. Thôi. Nên. Thôi được rồi. Đây có hai củ đúng không? Chốt hai củ nhá. Nhưng mà hơi mắc. Đây mắc cái gì? Gói này là gói 3 của pen đấy, không phải đùa đâu. 3 triệu anh sale còn 2 củ thôi. Mày có chắc chắn không đấy? Có trả ngon sao mẹ? Anh trọng tài bao năm nay mày đùa anh à? Anh có bằng cấp gì không? Trọng tài FIFA. Thế mày chưa xem anh bao giờ? Anh có giấy tờ gì không đấy? Đây, tiện hôm nay anh mới nhận thêm cái chứng chỉ, anh cho mày xem luôn. Ui giời, bằng cấp anh chất cả kho à. Thế này, ui giời, xem đi. Nhìn chưa, FIFA cấp đây này. Trọng tài FIFA chuẩn quốc tế. Đạt danh hiệu top 1 Hà Nội. Chưa bao giờ gì chứ, sơ hở phát hiện. Nên là làm việc với anh, không phải lo à. Ok chưa? Ngon đấy. Ngon.